Dạo này tôi chưa còn cảm xúc với bất kỳ một điều gì. Bất kể một chuyện gì xảy đến cũng dường như biến mất ngay lập tức. Có những chuyện tôi nghĩ nó thật buồn, nhưng lại chưa có cảm giác gì cả. Có những chuyện tôi cũng nghĩ nó thật vui. Ra chả hề vui một tí nào. Và tôi sẽ biến mất. Có những ngày tôi không còn suy nghĩ tiêu cực nữa, không làm những hành động ngu ngốc nữa. Tôi cảm thấy bản thân mình thật giỏi giang. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi không làm những điều ngu ngốc tiêu cực không phải vì tôi trở nên tích cực hay tốt hơn, mà chỉ bởi vì mệt mỏi tới mức không thể chống cự được. Và tôi sẽ biến mất. Mệt mỏi tới mức những điều tiểu cực cũng không thể làm nổi nữa, chỉ biết nằm một chỗ chờ thời gian gặp nhau.